anh em ruột phát tán tin nhắn rác xa lưới. Võ Văn Việt cùng anh trai Võ Ngọc Tân sử dụng trạm BTS giả lắp trên ô tô, di chuyển qua các tỉnh, thành từ Nam ra Bắc để phát tán tin nhắn rác đến các thuê bao di động. Ngày 5 tháng 4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với các đơn vị của Cục Tần số Vô tuyến Điện, Bộ Thông tin và Truyền thông, điều tra, bắt giữ đối tượng Võ Ngọc Tân, sinh năm 1997, trú xã An Xuân, huyện Tuy An, Phú Yên, về hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, viễn thông. Qua đấu tranh, cơ quan công an tiếp tục tạm giữ đối tượng Võ Văn Việt, sinh năm 1998, là em trai của Tân, để điều tra, làm rõ vụ việc. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 2 năm 2023, Võ Văn Việt được một người Trung Quốc thuê sử dụng một bộ thiết bị, phần mềm máy tính, trạm BTS, lắp trên ô tô di chuyển qua các tỉnh, thành để xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông, nhằm mục đích phát tán nội dung tin nhắn rác đến các thuê bao di động xung quanh khu vực các đối tượng đi qua. Sau khi nhận thiết bị giả trạm BTS, Việt đã rủ anh trai là Võ Ngọc Tân cùng tham gia. Trong đó, Việt phát tán tin nhắn tại thành phố Hồ Chí Minh, còn Tân đi ra khu vực phía Bắc. Từ khi thực hiện hành vi sử dụng thiết bị lập trạm BTS giả để phát tán tin nhắn SMS đến nay, Việt và Tân đã được đối tượng người Trung Quốc trả khoảng 60 triệu đồng tiền công. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.